Dạ vâng, Sanhdosi xin kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị có một ngày vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình. Ngày hôm nay thì nhà Sanhdosi tiếp tục lên cho quý anh chị những mã áo khoác dành cho mùa đông năm nay, vẫn đồng giá là 550k trên một sản phẩm và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để được nhà Sanhdosi tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà Sanhdosi là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên của chúng ta thì sẽ là một con áo khoác đen với cái thiết kế bên ngoài này thì sẽ là cái chất liệu nhung rất là đẹp. Con này là một sản phẩm của nhà First Style Classic. Quý chị có thể thấy là tem mác còn đầy đủ cho mình. Mã là A600, chiều dài là 67, ngang là 55 và vai là 49. Size M dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 đến 65 kg thì có thể là lựa cho em này. Chất liệu bên trong sẽ là cái lớp lót lông rất là ấm như này. Con này thì trông có vẻ là rất là dày, rất là nặng nhưng mà không, nó cũng khá là nhẹ thôi, nên là quý chị chúng ta có thể yên tâm lựa cho mình con này thì vừa giữ ấm rất là tốt mà nó lại còn rất là nhẹ nhàng. Và quý chị có thể thấy là trên lai nó sẽ hơi bị bóng một chút, tuy nhiên thì nó không phải ở bên ngoài màu sắc nó sẽ là cái màu đen tuyền, vì là có cái ánh đèn nên là trông cái phần nhung bên ngoài nó sẽ bị bóng lên thôi. Còn con này thì sẽ là một cái màu sắc nó sẽ là màu đen. Và bên dưới đây chúng ta cũng có cái thiết kế túi chéo để quý chị chúng ta giữ ấm tay cũng như là chúng ta đựng đồ được. Chúng ta coi lại thật kỹ một chút ở cái lớp lót bên trong này, phần lông rất là mềm mịn và rất là ấm luôn. Một sản phẩm chính hãng của First Down. Các sản phẩm ngày hôm nay thì đều nằm trong cái lô hàng mới về nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ mới của sản phẩm. Toàn bộ thì là hàng rất là mới luôn. Con này thì sẽ là một con đen trơn này, mã A600, quý chị chúng ta yêu thích thì có thể là lựa cho em này. Tiếp theo chúng ta có một con áo trần bông rất là đẹp với cái thiết kế kiểu quả trám như này và mã sẽ là A601, chiều dài là 74, ngang là 52 và vai là 43. Con này thì quý anh chị chúng ta khoảng xung quanh 60 đến 65 kg thì có thể mặc vừa. Form dáng của em này sẽ là một cái con áo dáng dài, thích hợp cho quý anh chị nào chúng ta muốn mặc những cái sản phẩm mà nó giữ ấm thật là tốt thì có thể là lựa cho em này. Một sản phẩm mà nó vừa nhẹ mà vừa giữ ấm tốt, form dáng dài. Dưới đây thì chúng ta sẽ có thiết kế hai cái túi vuông cho quý anh chị chúng ta đựng đồ. Một sản phẩm của nhà Lenham Lee Han. Con này thì sẽ là thiết kế có cái phần cúc cài như này. Nói chung là cái phần cúc này của chúng ta cũng rất là đẹp. Có điều cái cúc thứ hai của chúng ta có vẻ là nó sẽ hơi bị cong cong một chút, nhưng mà nói chung là vẫn sử dụng được, quý anh chị chúng ta yên tâm là cũng không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ coi kỹ hơn một chút ở cái phần bên trong để xem là cái lớp lót của nó này, lớp lót vải mịn rất là đẹp luôn. Và con này sẽ có mã là A601. Quý anh chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ đặt hàng. Một sản phẩm giữ ấm tốt mà cái trọng lượng của nó lại rất là nhẹ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con áo khoác, con này rất là dày dặn luôn và cũng là một cái form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng. Tông màu đen là một cái tông màu mà quý chị chúng ta có thể là lựa chọn mặc hàng ngày. Mã là A602, chiều dài là 71, ngang là 54 và vai là 44, size L. Quý chị chúng ta xung quanh 65 kg thì có thể là lựa cho em này. Chất liệu rất là dày dặn, bên trong lót bông rất là ấm cho quý chị. Dưới đây thì chúng ta cũng không thể nào thiếu được những cái túi chéo để mình có thể là sử dụng. Và con này thì sẽ là cái thiết kế cổ bẻ như này, rất là lịch sự nhã nhặn. Và mã của sản phẩm là A602, một sản phẩm của nhà SPU. Rất là xinh luôn với cái thiết kế may kiểu đường quả trám, tạo cho mình cái sản phẩm nó không bị quá là đơn điệu. Và bên trong này thì nó sẽ là cái phần khóa IKK rất là xịn sò. Đây, mở cái cúc đằng ngoài này để quý anh chị có thể thấy cái phần khóa xịn sò ở bên trong này. Rồi, và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo là một con áo với cái tông màu đỏ cũng rất là đẹp, rất là nổi bật cho quý anh chị chúng ta lựa trong mùa đông năm nay. Và mã của sản phẩm này sẽ là A603, chiều dài là 63, ngang là 53 và vai là 46, size M. Dành cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg thì có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm thiết kế suông basic nhẹ nhàng cho quý anh chị lựa chọn. Và cũng có những cái phần túi chéo để quý anh chị chúng ta đựng đồ này, có thêm cả phần khóa nữa nên là mình không bao giờ lo bị rơi, bị mất đồ. Và con này sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, một sản phẩm áo khoác trần bông bên trong rất là ấm. Quý anh chị chúng ta yên tâm là lựa chọn một cái sản phẩm mà nó vừa nhẹ mà vừa ấm để chúng ta sử dụng trong mùa đông năm nay. Mã là A603 và mọi thông số thì đều được ghim ở phía bên tay trái và lên của quý. chúng ta có thể là chủ động theo dõi để mình lựa ra những cái sản phẩm mà nó phù hợp vừa vặn với cái kích thước cơ thể của mình. Tiếp theo chúng ta có một con áo khoác của nhà Mizuno, bên trên ngực áo có cái phần thêu tên cũng như là cái logo của thương hiệu. Con này thì sẽ có mã là A604, chiều dài là 66 và ngang là 56. Quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg thì có thể lựa cho em này. Đường lai áo bo chum này, con áo của mình trông nó sẽ rất là gọn gàng. Và chúng ta cũng có cái phần túi chéo để quý chị chúng ta giữ ấm tay cũng như là chúng ta đựng đồ được. Con này thì sẽ là thiết kế form trơn, không có quá nhiều các cái chi tiết gì cả, nên là quý chị chúng ta có thể lựa em này chúng ta mặc hàng ngày rất là ok. Và cái thiết kế của nó trông khá là thể thao năng động cho quý anh chị. Với một sản phẩm chính hãng của Mizuno và mã là A604, màu sắc rất là đẹp và cái chất liệu của nó bên trong này một lớp lót rất là mềm mịn, và yên tâm là các sản phẩm trần bông ở bên trong rồi nên là mình mặc sẽ rất là ẩm. Và đặc biệt của em này thì sẽ là cái chất liệu của nó rất là nhẹ, vì chị chúng ta mặc vừa thoải mái vừa ấm mà còn vừa nhẹ nhàng nữa. Cái form này là một cái form rất là dễ mặc luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con áo khoác với cái tông màu đen. Con này thì sẽ có mã là A605, chiều dài là 63, ngang là 56 và vai là 47. Với thiết kế có hai cái túi ở hai bên ngực này, quý chị có thể thấy thì chúng ta đựng đồ đây không lo bị rơi vì là có cái phần khóa kéo rất là cẩn thận rồi. Dưới đây mình cũng có cái phần túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Con này là một con của CC Steam. Con này thì quý chị có thể thấy là bên trên này chúng ta có một cái phần tem của thương hiệu, và phối màu của em này cũng rất là đẹp. Ở bên trên vai thì sẽ là cái tông màu đỏ. Dưới đây mình có một cái logo của thương hiệu. Ở bên trên tay áo thì cũng là có hai cái đường xanh đỏ như này. Nói chung là một con áo với cái phối màu cũng rất là đẹp. Tông màu chủ đạo thì là tông màu đen, rất là dễ mặc dễ dùng. Có thêm một cái mũ rất là rộng rãi cho quý chị chúng ta sử dụng trong cái thời tiết mà nó vừa gió vừa lạnh như này. Ở bên trong thì sẽ là một cái lớp lót rất là mịn luôn. Trên này là tem mác của thương hiệu này. Lót bông ở bên trong rất là dày dặn rồi nên là mình yên tâm lựa những con này mặc mùa đông thì siêu hợp lý luôn. Mã là A605. Tiếp theo chúng ta có một con áo dạ dáng dài với tông màu vàng cũng rất là nổi bật này, một con áo dạ rất là xịn sò luôn. Mã là A606, chiều dài là 80, ngang là 62. Ngang là 66 và vai là 57. Mã A606, một con áo dạ bên trong sẽ là kiểu lót lông như này. Ở đây quý chị có thể quan sát kỹ hơn một chút ở cái phần bên trong, lót bên trong của sản phẩm. Bên trong là cái kiểu lót lông như này, đảm bảo là siêu ấm đi, quá là ấm. Và con này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Crescent Max. Và đối với những cái sản phẩm mà nó dày dặn và lót bông cẩn thận như này thì quý anh chị chúng ta không cần mặc quá nhiều cái sản phẩm. Các sản phẩm áo ở bên trong chúng ta chỉ cần mặc một cái áo giữ nhiệt hoặc là mặc một cái áo len mỏng thôi là mình có thể là tự tin đi ra ngoài và mình không lo bị lạnh rồi. Con này sẽ là một con dạ dáng dài này, quý anh chị quan sát kỹ toàn bộ cái form dáng của sản phẩm để chúng ta cân nhắc lựa cho em này. Các chị có thể là bon chen em này được vì cái form của nó, cái màu sắc của nó thì nữ dùng rất là đẹp. Các anh có thể là mua tặng cho người thân của mình cũng rất là ok. Dưới đây thì chúng ta sẽ có hai cái phần túi vuông rất là rộng rãi để quý chị chúng ta có thể đựng đồ. Mặt đằng sau này, cái phần mũ sẽ là cái mũ rất là rộng rãi cho quý chị chúng ta sử dụng. Mũ có cái viền lông như này rất là ấm luôn. Và con này của chúng ta sẽ có mã là A666, rất là đẹp, một sản phẩm dạ dáng dài siêu dày dặn xịn sò. Tiếp theo thì mình sẽ có một con áo phao siêu nhẹ ở đây. Con phao này là một sản phẩm chính hãng của Uniqlo, mã sẽ là A607. Chiều dài thì sẽ là 68, ngang là 52 và vai là 45. Con này thì quý chị chúng ta xung quanh 60 đến 65kg là có thể mặc vừa. Với cái sản phẩm áo phao của nhà Uniqlo này, nó sẽ là có lót bông ở bên trong rồi, mình mặc vừa ấm mà cái phao của Uniqlo nó rất là nhẹ. Nó là một con phao siêu nhẹ. Con này thì được gia công và sản xuất ở Trung Quốc này, size M. Mã sản phẩm sẽ là A607. Tay áo và đường lai áo được bo chum rất là cẩn thận nên là mình yên tâm đi ra ngoài đường mình mặc con này vừa ấm mà không lo bị gió nó lùa vào trong người. Cái tông màu này cũng là một cái tông màu rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một sản phẩm áo khoác của thương hiệu Converse. Con này cũng là một con với cái tông màu xám pha đen, trông khá là thể thao năng động. Mã là A608, chiều dài là 71, ngang thì sẽ là 60. Con này của chúng ta có một cái vết thủng nhỏ ở phần phía ngực áo này. Nói chung là một cái vết thủng rất là nhỏ thôi. Quý chị chúng ta có thể bỏ qua được cái lỗi này thì có thể là lựa chọn em này. Mặt bên trong thì sẽ là một cái phần lót nỉ rất là ấm luôn. Đó, con này sẽ là một cái sản phẩm mà đạt được hai cái tiêu chí. Thứ nhất là nó giữ ấm rất là tốt, và thứ hai nó lại rất là nhẹ nhàng, lên phong dáng thì rất là đẹp cho quý anh chị luôn. Cái tông màu này là một cái tông màu mà quý anh chị chúng ta có thể là phối đồ với các trang phục phụ kiện khác nhau rất là đơn giản dễ dàng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con áo khoác. Con này cũng là một con áo khoác rất là đẹp, cũng rất là nhẹ nhàng đây. Một cái sản phẩm với cái tông màu ghi sáng, phối màu rất là đẹp, và cũng có một cái phần mũ ở đằng sau cho quý chị chúng ta sử dụng, mũ rất là rộng rãi thoải mái này. Và mã là A609, chiều dài là 70, ngang là 54. Quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65kg thì có thể là lựa chọn em này. Chất liệu bên ngoài sẽ là cái lớp gió rất là dày dặn. Và bên trong quý chị chúng ta có thể quan sát kỹ hơn một chút này. Nó sẽ là một cái lớp vải cũng rất là mềm mịn. Đó, nói chung con này sẽ là một cái chất liệu khoảng 3 lớp. Bên trong nó sẽ có thêm một cái lớp bông nữa. Nói chung là các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đều là những cái sản phẩm dành cho cái mùa đông rất là lạnh. Nên là cái sản phẩm của mình rất là dày dặn, rất là đẹp và xịn sò như thế này. Quý chị chúng ta yên tâm là nhận hàng về chúng ta rất là ưng luôn. Con này sẽ có mã là A609, tem mác các thứ là đầy đủ nên là mình rất là yên tâm. Bên trên này chúng ta có phần túi này, có thiết kế túi có khóa luôn, và dưới đây mình cũng không thể nào mà thiếu được cái phần túi chéo để quý anh chị chúng ta sử dụng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có một con áo phao với cái tông màu đen này. Nói chung là nó sẽ không đen hẳn mà nó sẽ hơi hướng sang màu nâu nâu một chút. Con này thì sẽ có mã là A610, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 40. Quý chị chúng ta xung quanh 60kg thì có thể là lựa chọn em này. Một sản phẩm của nhà BB by Playboy. Đó, quý chị có thể thấy tem mác đầy đủ này. Và ở phía trên ngực áo thì cũng có cái phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Dưới đây thì sẽ có cái phần túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng. Lại gần một chút vào phần bên trong thì chúng ta sẽ có một cái lớp lót vải rất là mềm mịn như này. Áo thì phao trần bông, bên trong rất là ấm. Con này thì sẽ là một cái áo phao rất là nhẹ luôn. Quý chị có thể lựa chọn em này trong mùa đông năm nay, vừa đảm bảo giữ ấm mà vừa lại rất là nhẹ nhàng dễ chịu cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Mình mặc nó không cồng kềnh thì chúng ta vận động các thứ sẽ rất là dễ dàng. Và tông màu của nó cũng là một cái tông màu rất dễ để quý anh chị chúng ta phối đồ với các trang phục phụ kiện khác nhau. Mặt đằng sau này thì sẽ là trơn như này, mã là A610. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con áo phao. Con này cũng là một con áo phao với cái form rất là đẹp, tông màu đen đơn giản nhẹ nhàng. Con này thì sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta mặc hàng ngày luôn. Cái tông màu đen thì là một trong những cái tông màu rất là dễ để sử dụng rồi. Mũ cũng rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta giữ ấm phần đầu phần tai. Bên trong thì sẽ là một cái lớp lót cực kỳ mềm mịn này. Còn cái lớp lót bông bên trong thì siêu dày dặn rồi nên là mình yên tâm về cái độ giữ ấm của em này. Mã của sản phẩm là A611, chiều dài là 69, ngang là 57. Ngang là 56 và vai là 45, size L. Quý chị chúng ta xung quanh 60 đến 65kg thì có thể lựa chọn em này. Ở dưới đây thì chúng ta cũng có cái thiết kế túi chéo này, có khóa cẩn thận luôn nên là mình đựng đồ mình yên tâm, không lo bị rơi bị mất. Mã là A611, một sản phẩm áo phao dày dặn mà lại còn rất là nhẹ nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con áo khoác với cái phần bên ngoài nó sẽ là cái chất liệu kaki. Con này sẽ là phối xanh và đen này. Một sản phẩm của nhà Gowin, một sản phẩm của Godwin. Bên trên này chúng ta có một cái logo của thương hiệu. Mã sản phẩm là A612, chiều dài là 60 và ngang là 59. Quý chị có thể thấy ở phần bên trong này thì chúng ta có một cái tem mác của thương hiệu rất là xịn sò luôn. Toàn bộ các cái phần cúc, phần khóa ở đây đều là hàng kim loại, và bên trên có cái phần in tên của thương hiệu, dập tên của thương hiệu lên trên rất là xịn. Bên trong này chúng ta có một cái lớp lót rất là dày dặn xịn sò, và yên tâm là nó vẫn rất là mềm mịn để quý chị chúng ta mặc sao cho thật là thoải mái dễ chịu. Và chúng ta sẽ có thiết kế một cái mũ ở đằng sau. Cái mũ này chúng ta có thể giấu đi được. Đây, quý chị chúng ta không sử dụng có thể là gấp gọn vào bên trong và khóa cái đường khóa lên lại thì mình có thể là giấu nhẹ đi cái mũ ở bên trong rồi. Bên trên này chúng ta có một cái đường cầu vai này cũng rất là đẹp, và cái thiết kế của nó thì sẽ có cái phần túi ở bên trên trước ngực. Dưới đây thì cũng có túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng. Đó, nói chung là một cái sản phẩm với cái thiết kế cũng rất là cầu kỳ, cẩn thận, tỉ mỉ cho mình lên một cái sản phẩm trông cũng rất là độc đáo, lạ mắt như này. Mã của sản phẩm sẽ là A612. Tiếp theo thì chúng ta có một con áo khoác. Con này cũng là một con áo phao đi, mã sẽ là A613, chiều dài là 74, ngang là 58 và vai là 50, size XL dành cho quý anh chị chúng ta xung quanh 75 kg, 70 đến 75 kg thì mặc thoải mái em này luôn. Một con áo phao siêu dày dặn, tông màu đen, dễ mặc dễ dùng, mà đằng sau thì sẽ là thiết kế một cái mũ rất là rộng rãi cho quý anh chị chúng ta sử dụng này, và bên trong thì sẽ là một cái lớp lót, vải lót cũng rất là mềm mịn. Đây quý anh chị có thể thấy này, cái độ nhìn như thế này thì quý anh chị có thể thấy được cái độ dày dặn của sản phẩm luôn. Và cái lớp lót này thì là một cái lớp lót rất là mềm mịn, quý chị mặc chúng ta đảm bảo là sẽ rất là thoải mái này. Dưới đây mình cũng có thiết kế túi có khóa cẩn thận cho mình. Dưới đây là túi chéo này, túi chéo thì sẽ có cái nắp và có cái phần cúc bấm để quý chị chúng ta đựng đồ không lo bị rơi bị mất. Nói chung cũng là một con áo thiết kế basic đơn giản cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc hàng ngày trong mùa đông năm nay, giữ ấm các thứ là rất tốt rồi, và phối đồ không cần phải lo nghĩ nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con áo khoác. Con này sẽ là một con siêu đặc biệt trong buổi live ngày hôm nay với một sản phẩm của thương hiệu First Down. Bên ngoài thì mình sẽ thấy nó sẽ là một cái phần một cái form áo khoác dáng dài với cái tông màu kem này. Bên trên mình sẽ có một cái phần thêu tên của thương hiệu. Và điểm đặc biệt của em nó là ở cái phần bên trong, quý anh chị có thể thấy là bên trong người ta còn cấu tạo thêm một cái áo nữa cơ. Khả năng là quý anh chị chúng ta về chúng ta nghiên cứu thêm xem là cái áo này của mình có thể là tháo rời ra để mình tạo thêm một cái áo khác nữa hay không. Đó, nếu như mà thời tiết không quá lạnh mình có thể tháo ra mình sử dụng mỗi cái áo ở phần bên trong này thôi. Còn bên ngoài này nếu như mà thời tiết lạnh quá mình lại ghép nó lại để mình mặc thành một cái sản phẩm áo mà bên trong bao gồm hai cái áo như này. Đó, nói chung là một cái thiết kế rất là hay, một cái thiết kế phải gọi là rất là nể phục cái bác nào mà thiết kế ra cái sản phẩm này. Nó sẽ là hai cái áo nối vặn lại với nhau như này. Đó, quý anh chị chúng ta có thể quan sát này, bác nào sắm em này về thì có thể là nghiên cứu thêm, chứ còn nói về em này thì chắc phải nói cả ngày không hết. Ở bên trên này chúng ta sẽ có cái phần một cái phần túi ở trước ngực này, túi rất là rộng rãi luôn, và dưới đây chúng ta cũng có thiết kế hai cái túi vuông đó để quý anh chị. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã A614, chiều dài là 82 và ngang sẽ là 68. Dành cho các bác chúng ta khoảng xung quanh 75 kg thì có thể là lựa cho em này, một sản phẩm rất là đẹp của nhà First Down và là một con áo cực kỳ độc đáo luôn. Có quá là nhiều cái điều mới lạ của em này, chúng ta sẽ về nghiên cứu thêm. Đó, một con áo dáng dài đảm bảo là giữ ấm siêu tốt cho quý anh chị. Tiếp theo sản phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ là một con áo phao với cái tông màu đỏ rất là nổi bật như này. Thời tiết mùa đông sẽ là cái thời tiết rất là thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn các sản phẩm với cái tông màu nổi bật như này thì mình mặc sẽ rất là ok. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Babydo, một con áo phao với cái thiết kế bo chun ở dưới này. Có bo chun ở dưới và bên trên này mình sẽ có những cái phần tag cũng như là logo của thương hiệu. Mã A615, chiều dài là 70 và ngang là 56. Dành cho quý chị chúng ta khoảng xung quanh 65 kg là có thể là vừa. Bên trong sẽ là một lớp lót rất là mịn luôn, áo phao trần bông bên trong rất là ấm. Quý chị chúng ta rất là yên tâm lựa chọn sản phẩm này trong mùa đông năm nay. Bên trên này chúng ta cũng có những cái hình in của thương hiệu này. Đó, nói chung cũng là một sản phẩm áo phao rất là đẹp, vừa nhẹ vừa giữ ấm rất là tốt. Mã sẽ là A615 và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc của live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Hy vọng quý chị có thể lựa chọn cho mình một vài cái sản phẩm áo khoác mùa dành cho mùa đông trong buổi live ngày hôm nay. Và quý chị chúng ta muốn đặt hàng xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398. Nhà sản phẩm sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho quý chị. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà Sanhdosi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sanhdosi ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.